Xuân Trường. Cơ hội phản công. Phan Văn Đức. Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Pha chạy cắt vào vùng cấm. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Nguyễn Phong Hồng Duy. Các vị trí của chúng ta liên tiếp hoán đổi vị trí rất linh hoạt. Hồng Duy. Có thể thấy rõ ý đồ và những tính toán cực kỳ cụ thể của huấn luyện viên Park. Abdurrahman. Hồng Duy theo rất sát. Đường chuyền chính xác cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Đấy. Creation, no. Fireman smoke, high creation, no. Highest heights to see all the creation, no. Fireman smoke, high creation, no. Highest heights.